Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người đi đến rạp chiếu phim, nhanh chân đi mua vé rồi mua đồ ăn thức uống. Hàng loạt động tác nhanh chóng cũng một tay cô kéo hắn đi, còn hắn chỉ việc dùng chân chạy đi. Ngồi trong rạp đèn tắt, màn hình lớn là nơi ánh sáng duy nhất phát ra. Trước khi bộ phim chiếu, cô có dò xét tại rạp này. Đa số là các cặp đôi tình nhân, tay đan tay với nhau, dính chặt nhau không rời, đôi lúc còn phát ra âm thanh ái muội. Ái muội ở đây là những âm thanh hôn hít. Ôi cái âm thanh thật khiến người ta rùng mình. Cô nhìn sang biểu hiện của Hàn Thiên Phong, hắn vẫn bình tĩnh điềm đạm, chẳng quan tâm đến mấy thứ xung quanh, vẫn đang chăm chú vào bộ phim. Hắn nói rất đúng, đây cũng là một trong những địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất dành cho các cặp đôi yêu nhau. Còn hắn và cô chỉ là những người trải qua mối tình đầy bi thương kia thôi. Cô lựa chọn loại phim rất đúng ý hắn, nên rất say mê không rời mắt mình khỏi màn hình. Ngược lại cô không thể tập trung vào phim mà toàn nghe những âm thanh đáng lẽ không nên nghe. Cô như phát điên vì nó, vội vàng bịt tai mình lại. Hắn cảm nhận được gì đó, quay lại nhìn cô, thấy cô đang lấy hai tay bịt tai mình lại, cau mày hỏi. Cô sợ à? Cố Nhã Lâm ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, lắc đầu, nhưng hắn dường như không hiểu ý cô, nên mới lấy tay mình quàng qua vai cô. Tay còn lại đưa lên mắt cô, tay hắn khép kín lại che đi tầm nhìn. Cô không thấy được gì, nói. Anh làm gì vậy? Hàn Thiên Phong vẫn đưa mắt lên, màn hình chiếu lớn, trả lời qua loa câu hỏi của cô. Cô sợ nên tôi che mắt cho cô khỏi sợ. Cố Nhã Lâm lấy tay hắn ra thầm thì. Tôi không sợ, chỉ là nghe mấy cái âm thanh ngại ngùng này thôi. Hắn rời mắt sang phía cô, bắt đầu chú tâm đến những gì cô nói hơn, chú tâm nghe những âm thanh nhạy cảm ấy. Nghe đó mà miệng hắn bất giác cười lên, mặt biểu hiện lên sự gian xảo. Tôi thấy bình thường mà. Cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu hoang mang, mặt lộ ra biểu hiện, không tin vào những gì mình nghe được từ miệng hắn nói ra. Cô khẽ nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân. Hắn hồi nào giờ vậy rồi, không có chuyện khác lạ gì cả. Cô nhanh chóng đổi chủ đề. Xem phim đi, đừng bận tâm. Cái tay đang quàng trên vai cô đột nhiên di chuyển xuống vùng eo của cô, với sự nhột nhạt từ bàn tay ấy đang từ lướt xuống nơi eo nhỏ, khiến cho cô có một cảm giác tê dần đến khó tả. Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cô, trong khi Cố Nhã Lâm vẫn đang ngồi bất động tại chỗ, còn tim cô đập loạn xạ liên hồi. Dường như thời gian lúc này lại đang dừng lại, nó chậm chậm chuyển đi. Hàn Thiên Phong với giọng nói nhẹ nhàng đầy nuông chiều. Chuyện tình cảm ở đây là quá đỗi bình thường, cho nên tôi và cô làm tình ở đây cũng không ai hay. Hắn nói xong định cắn lấy vành tai cô, Cố Nhã Lâm nhanh chóng đẩy hắn ta ra, đỏ mặt đầy ngại ngùng. Hàn thiếu, xin anh thận trọng. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó tiếp tục tập trung vào bộ phim trên màn hình lớn đang chiếu. Bộ phim càng lúc càng gay cấn, cô cũng nhanh chóng bị hút hồn bởi chiếc phim quá hay, quá xuất sắc. Đột nhiên từ đâu một con người áo trắng, tóc dài che hết phần mặt, gương mặt đáng sợ vịn hẳn lên màn hình. Nhân vật của bộ phim làm cô sợ, giật nảy mình, vội ôm lấy đầu của Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong bị cô ôm lại, che mất cái tầm nhìn của hắn. Hắn gạt tay cô ra, nói đầy khó chịu. Cô ôm chỗ nào không ôm, lại đi ôm mặt tôi. Sau đó thần sắc trên mặt hắn đã lấy lại, cầm lấy tay cô đặt vào cái nơi gọi là giữa hai chân của hắn. Cố Nhã Lâm há hốc mồm tròn mắt nhìn hắn, nhanh chóng thụt tay lại nhưng bị Hàn Thiên Phong nắm chặt, đặt lên nơi đó của hắn. Vẫn may là dãy ghế cô ngồi rất ít người, có cũng chỉ là một vài người ngồi xa so với chỗ bọn họ.
Nếu không cô đã ngượng đến chết đi sống lại rồi. Cô cứ cố gắng thụt tay mình lại, nhưng đều bị hắn giữ chặt. Trời ơi, ai cứu tôi đi, cứu tôi khỏi tình thế ngượng ngùng này đi. Cô thầm than trách mắng trong lòng, nhưng không thể nói ra được. Cô nuốt nước bọt, âm điệu run run. Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra. Hàn Thiên Phong nghe mà mặt hắn cứ thoải mái vô cùng, dường như là hắn chẳng bận tâm điều đó. Nãy cô ôm sai chỗ, giờ tôi đặt đúng chỗ cho cô ôm rồi đấy. Hắn dừng một hơi rồi nói tiếp. Cô bảo tôi thận trọng, bây giờ tôi thận trọng rồi thì cô lại không. Phụ nữ các cô khó hiểu thật. Mặt cô lúc này đã đỏ lên lắm rồi, lấy sức thụt tay mình ra, quay mặt sang chỗ khác. Nãy anh ta cho mình chạm vào chỗ nào thế kia? Nhưng giờ hắn lại giở trò với cô, lại như mình là nạn nhân. Cô bất lực nhỏ giọng. Quá đáng thật đấy, tôi chưa xử anh đâu. Hàn Thiên Phong ngang nhiên. Xử, định xử như thế nào? Tôi thích cô xử tôi ở trên giường. Tên này liêm sỉ vứt cho chó tha rồi, mệt mỏi. Nhã Lâm như không muốn nghe nữa, cô lập tức đưa miếng bắp rang cho thẳng vào miệng hắn, khiến hắn phải câm miệng mình lại. Sau khi xem phim xong, cô chỉ đường cho hắn đến nơi mà cô tổ chức, đó cũng là địa điểm cuối cùng. Hiện tại trời đang chuyển dần sang bầu trời tăm tối đầy sao. Suốt quá trình đi, trong đầu cô vẫn không hề nhớ lại cái khoảnh khắc khi ấy, cái lúc mà hắn bỏ tất cả liêm sỉ để lấy tay cô đặt lên nơi đó của hắn. Ôi thật ghê quá. Nơi mà cô tổ chức sinh nhật cho hắn chính là khu công viên này. Thật trùng hợp, nó cũng gần căn dinh thự lớn của hai người hiện tại đang sống. Ánh đèn đủ màu được bật lên, một không gian nhỏ được trang trí đẹp mắt hiện lên. Trên những thân cây là những hình ảnh của hắn khi đang làm việc. Nói ra là cô đã chụp lén hắn, bởi hắn làm gì có ảnh chứ. Ở giữa là một tấm thảm vừa đủ hai người ngồi, trên đó được bày trí đồ ăn trông rất thịnh soạn. Cố Nhã Lâm với gương mặt rạng ngời. Là một tay tôi chuẩn bị cho anh hết đấy. Đây chính là bất ngờ tôi chuẩn bị cho anh. Trong đôi mắt Hàn Thiên Phong hiện lên một sự hạnh phúc khó tả. Hắn chưa được bao giờ tổ chức sinh nhật thế này. Hai người ngồi xuống, bánh kem được trang trí trông ưa nhìn. Hắn nhìn chăm chú vào nó rồi hỏi. Bánh kem là do cô làm sao? Nhã Lâm gật đầu, đốt nến lên rồi bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Cô ra mẫu cho hắn làm theo, hắn cũng bắt chước, chắp hai tay lại bảo ước sau đó thổi nến. Ngay khi nến tắt, cô lập tức vỗ tay vui mừng. Cảm ơn cô. Nhã Lâm khó hiểu, hắn chỉ đang cảm tạ cô đã tổ chức cho hắn một buổi tiệc hoàn hảo thế này. Là buổi tiệc mà hắn đã không trải qua hơn nhiều năm nay. Hắn đưa lên một miếng nếm thử rồi nhìn cô. Cô tưởng là món bánh này không ngon, thất vọng nhanh chóng ập xuống. Vị cũng được. Nghe lời khen của hắn, cô như được an ủi phần nào. Hai người đang ngồi đối diện nhau, đột nhiên hắn tiến sang bên cạnh cô. Lần này cô biết hắn định giở trò gì đó, nên lập tức tránh né. Nhưng nào qua mặt được, một tay hắn ôm lấy eo nhỏ của cô, tay còn lại nâng cằm lên. Thật sự tôi chưa được bao giờ tổ chức như thế này cả. Nhã Lâm khẽ nuốt nước bọt kìm nén cái run của mình. Hàn Thiếu, bây giờ anh đã được tôi tổ chức rồi. Hắn không nói gì, trực tiếp gặm lên môi cô, khiến Nhã Lâm ngỡ ngàng không kịp phản ứng gì. Được người mình thích hôn mình chẳng phải sung sướng lắm sao? Đúng, cô đang tận hưởng nó. Hắn chỉ chạm môi cô, sau đó ôn nhu nói. Có vẻ cô rất thích được tôi hôn. Cô không nói gì, mặt vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Hàn Thiên Phong nói tiếp. Thế thì hãy thử theo đuổi tôi đi. Tôi sẽ cho em hôn tôi mỗi ngày. Nghe lời nói của hắn, cô càng ngỡ ngàng hơn. Nhất thời đứng hình mất vài giây, chớp mắt rồi quay mặt sang phía bên kia. Trong khi cánh tay lớn lại đang ôm chặt eo nhỏ của cô, thì cô lại không hề để ý, chỉ cố gắng ổn định lại hơi thở của mình. Cố Nhã Lâm dần lấy lại được bình tĩnh, quay đầu mình lại liền chạm mặt hắn, trong khi hắn vẫn đang ghé sát mặt mình vào người cô. Chưa kịp phản ứng gì, hắn liền ngồi ra ăn vạ. Cô làm gì vậy? Định sàm sỡ tấm thân ngọc này à? Trông hắn kìa, khác gì một đứa con nít. Cô lắc đầu ngao ngán vội vàng nói. Anh điên à?
tôi định làm thế với anh hồi nào. Hắn vẫn cố chấp. Cô không làm thì sao lại chạm mặt tôi? Cô muốn hôn tôi thế sao? Cố Nhã Lâm khẽ nuốt nước bọt. Hắn ta ngày hôm nay như bị ai bỏ thuốc vậy. Nắng mưa thất thường. Nghe những câu này mà cô phải đào cái hố chui xuống giùm hắn, quá nhục mặt. Liêm sỉ cho chó tha rồi. Cố Nhã Lâm đáp một cách chán nản. Nếu tôi muốn hôn, tôi đã chủ động tức thì chứ không cần phải chờ đợi thời cơ thế này. Hàn Thiên Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nhếch mép. Vậy là cô muốn hôn? Nhã Lâm trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi nói là nếu như. Hàn Thiên Phong chuyển ánh mắt lên bầu trời đêm đầy sao, nằm xuống, gác hai tay mình lên đầu như tạo nên một cái gối đỡ lấy đầu anh ta. Giọng hắn nhỏ thầm. Cô chưa trả lời câu bày tỏ hồi nãy của tôi. Nhã Lâm đang thưởng thức miếng bánh kem do chính tay mình làm. Vừa hưởng thụ không gian yên ắng đầy thư giãn thì bị câu nói của hắn làm cho giật nảy mình. Quả thật là cô chưa trả lời câu bày tỏ của hắn. Không phải là cô không muốn trả lời, mà là không biết trả lời ra sao. Nó rất khó để trả lời. Cô ngập ngừng. Chưa trả lời à? Hàn Thiên Phong không để tâm đến cô ngại ngùng đến cỡ nào, hắn vẫn tiếp tục nói. Ừ, chưa trả lời. Có được suy nghĩ không? Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt hắn khẽ chớp, nhìn vào cô tưởng hắn đang đùa giỡn, nhưng không, hắn lại đang nghiêm túc loại chuyện này. Nãy giờ không phải cô suy nghĩ rồi sao? Nhã Lâm khẽ nuốt nước bọt thắc mắc hỏi. Tôi có sao, nãy giờ tôi nói chuyện với anh cơ. Hàn Thiên Phong bật cười. Có đấy cô gái, vì biết cô cần thời gian suy nghĩ nên mới trò chuyện cùng cô. Cô cười trừ. Tôi lo nói chuyện đâu thể suy nghĩ được. Hắn không quan tâm. Tôi không cần biết. Giờ tôi cần câu trả lời từ cô. Nhã Lâm như đông cứng cả người. Cô không biết nói gì cả. Câu hỏi hồi nãy làm sao bây giờ? Thấy cô có vẻ chần chừ, lại còn đăm chiêu suy nghĩ bằng ánh mắt buồn rầu, hắn thấp giọng. Nên nhớ hôm nay là sinh nhật tôi. Vì vậy đừng nói mấy lời không được lòng tôi ở đây. Hàn Thiên Phong là đang đùa cợt hay thật sự là nghiêm túc? Trái tim cô cũng đang dõi theo hắn, đang có một tình cảm thầm thương trộm nhớ về hắn. Nhưng vì rào cản địa vị, vì không cùng đẳng cấp xã hội, cô lại càng không có ai nương tựa, chỉ một bản thân mình. Cô không nhan sắc, cô không vật chất, vậy thì có xứng đáng không? Tất nhiên là không. Bây giờ cô cố gắng giữ nụ cười trên khóe môi, hít một hơi thật sâu, tim cô đập thình thịch, phát ra câu nói mặc dù trong bản thân không hề muốn và đối phương càng thể không. Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận. Hắn không nói gì, cô lại cúi thấp mặt nói. Tôi biết tôi không nên nói những câu nói không vừa lòng anh vào ngày sinh nhật anh, nhưng tôi không thể, hai ta không nên có đoạn tình cảm đó. Lúc này sắc mặt thay đổi, ánh mắt không còn là nuông chiều dịu dàng, mà thay vào đó là một sự buồn bã đầy tâm tư sâu xa. Cô chưa bao giờ thấy hắn như thế, trong bộ dạng này tội nghiệp vô cùng. Lời nói cô vừa thốt ra là sai sao? Chỉ là đang từ chối khéo thôi mà. Hàn Thiên Phong nhìn sang cô nói. Cô còn muốn nói gì nữa không? Nói, mình còn nên nói gì nữa? Đúng, cô vẫn có điều muốn nói, chỉ là không biết nên nói ra hay không. Chỉ sợ làm tâm trạng hắn rũ xuống hơn mà thôi. Nhưng những lời này cô vừa không muốn lại vừa muốn. Bản thân cô thật là buồn cười. Nhã Lâm chậm chậm nói. Tôi muốn chuyển ra khỏi nhà anh. Nghe ngôn từ này hắn kích động, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn kìm nén cơn bực tức trong lòng, sau đó khẽ nói. Đó là điều cô muốn à? Tôi cũng không biết nữa. Cô lắc đầu khẽ thở dài, đôi mắt long lanh đầy tâm trạng. Câu trả lời này không vừa ý hắn. Tại sao cô lại không biết? Tôi, Cố Nhã Lâm, tôi nói cho cô biết, cô không được phép rời khỏi tôi. Cô có chạy đến tận hướng chân trời, tôi cũng tìm cô cho ra bằng được. Hắn dừng một hơi rồi nói tiếp, ánh mắt đầy giận dữ. Cô có thể từ chối lời bày tỏ tình cảm của tôi, nhưng không được phép rời khỏi tôi. Cố Nhã Lâm, anh ta gọi thẳng tên mình luôn sao? Anh ta đang giận mình sao? Bị hắn lớn tiếng, cô không hề đáp trả như lúc ban đầu hai người gặp nhau.
Cô cứ cúi gầm mặt, không hề ngước mắt nhìn hắn một cái. Phản ứng bất động của cô khiến hắn phát điên. Mặc kệ mọi thứ ở đây, hắn ôm lấy cô và bế lên. Tình hình bất ngờ, cô không hề kịp phản ứng. Hắn bế cô ra xe, ném thẳng cô vào bên trong một cách mạnh bạo. Cố Nhã Lâm phát hoảng lùi ra sau. Hắn đã trở lại là Hàn Thiên Phong khi xưa, là trong hình thể của một con người lạnh bạo từ thuở hai người vừa gặp nhau khi thức dậy trên chiếc giường định mệnh trong khách sạn ấy. Cô càng lùi, hắn càng tiến. Ngay khi lưng cô chạm vào cửa xe, hắn nhanh chóng đóng chặt cửa xe và khóa lại, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cô. Cô Nhã Lâm hoảng hốt vội đẩy hắn ra, mắt nhắm lại, nhưng lực hắn quá mạnh. Hàn Thiếu, anh phát điên gì vậy? Đừng làm bậy mà. Hàn Thiên Phong khẽ nhếch mép. Tôi làm người hơi lâu rồi, bây giờ tôi phải làm một con thú. Thú, có nghĩa là gì chứ? Nhã Lâm vẫn nhắm chặt hai mắt mình, tay ngừng lực đẩy, bắt đầu nắm chặt lại. Anh tự gọi mình là thú sao? Hàn Thiên Phong vẫn giữ nụ cười giễu đùa trên môi. Tất nhiên, làm thú để cắn giữ hai chân em lại, không thể cho em chạy được. Càng phải cắn rách môi em để em không thể nói bậy được. Em, anh ta xưng hô kiểu gì vậy? Hơi thở Nhã Lâm dần trở nên bất thường hơn, chỉ là lời nói theo suy nghĩ của cô thôi mà. Hắn có cần phải ngang ngược đến hóa giận không chứ? Cô bắt đầu cầu xin hắn khi thấy hắn gỡ cà vạt và gỡ từng cúc áo mình ra, sau đó bắt đầu cởi dây thắt lưng bên dưới lưng quần mình. Hàn Thiếu, tôi xin anh đừng làm thế, đừng làm thế. Hành động hắn có chút dừng lại, những tưởng hắn sẽ tha cho cô, nhưng không, cô đã lầm, hắn lại tiếp tục. Cô định la lên, nhưng bị hắn chặn miệng lại bằng một nụ hôn. Mắt cô ngập nước, từng giọt bắt đầu lăn dài xuống gò má xinh đẹp ấy. Hắn hôn một cách rất mạnh bạo, khiến cho cô thở khó khăn vô cùng. Cô có thể bảo vệ bản thân rất nhiều lần, không được ai bất kỳ chạm vào cơ thể cô, nhưng lần đầu lại bị bỏ thuốc, lần này thì không thể chống cự. Hắn quá mạnh, một cô gái chân yếu tay mềm như cô có thể kháng cự. Cô đã lỡ thích nhầm một người mất rồi. Đàn ông toàn một lũ khốn nạn. Hàn Thiên Phong hôn đến nỗi mà hơi khí chẳng vào được. Cô sắp nghẹt thở đến nơi rồi mà hắn không buông ra sao? Cố Nhã Lâm giãy giụa đánh liên tục vào người hắn mà chẳng hề ăn thua. Hắn thấy thế liền ghì chặt hai tay cô trên cửa kính xe. Vì cô phản kháng kịch liệt khiến buộc môi hắn đang trên môi cô không nhịn được mà cắn một cái. Máu theo miệng cô mà chảy ra, chảy vào miệng hắn, như thế hắn mới buông cô ra. Mắt của Cố Nhã Lâm bây giờ đã ngập nước, nhìn chằm chằm vào người đối diện đang đè lên người mình vừa thở dốc. Hai tay cô vẫn bị hắn ghì chặt đến nỗi đỏ cả cổ tay. Cho đến bây giờ hắn mới nhận thức ra bản thân đã làm cô sợ. Nhìn điệu bộ thỏ con sợ sệt của cô, hắn có chút mềm lòng. Chỉnh trang trang phục đã bị hắn làm cho xuề xòa giúp cô, lấy áo ngoài ban nãy mình cởi ra khoác lên người cô. Cố Nhã Lâm cố gắng bình tĩnh trở lại, nhận thấy Hàn Thiên Phong có vẻ không còn hình dạng đáng sợ ban nãy. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, thấy hắn lấy áo mình khoác lên cho cô, rồi lại chỉnh sửa đầu tóc và y phục đã bị hắn hành hạ. Cô mới dần thả lỏng cơ thể về chế độ cảnh giác. Hàn Thiên Phong với sắc thái nặng nề mở cửa đi ra phía trước đầu xe, lấy điếu thuốc ra chăm chiêu mà thưởng thức một cách suy tư. Bên trong này Cố Nhã Lâm đang dần bình tĩnh hơn, thật may là Hàn Thiên Phong biết kiềm chế. Hồi nãy mình đã lỡ chửi thầm anh ấy rồi. Cô dựa lên thành ghế nhắm mắt mà suy nghĩ, sau đó mở mắt ra, Hàn Thiên Phong đang đứng chắn trước đầu xe, bất động đứng đó mà dựa vào. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn, nhớ lại hành động ban nãy của hắn, cô không khỏi rợn người. Cô bộc lộ sự khó hiểu. Kỳ lạ thật, Hàn Thiếu không hề như thế, anh ấy rất kỳ lạ. Nhưng mà ban nãy hắn làm cô sợ là thật. Cô chậm chậm bước ra khỏi xe, đường lúc này đã trống vắng không một bóng người. Cả không gian yên tĩnh, ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn đường. Chàng trai châm điếu thuốc hút, khói từ miệng hắn bốc ra,
vẻ mặt điển trai ấy lại có chút buồn rầu. Những lời nói khi nãy đúng là không khéo gì cả, khiến hắn phải mất kiểm soát về hành động của mình, cho nên cô càng phải thận trọng với việc ăn nói với hắn hơn. Thân thể cô run rẩy, chậm chạp tiến đến bên hắn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cô Nhã Lâm đưa áo mà hắn đã đắp lên trên người cô, khẽ nói: "Áo của anh." Hắn nhìn cô một hồi rồi mới nhận lấy. Hắn hít thở đều đều, rồi lại đòi mắt sang trên bầu trời đầy sao kia. Cô cũng nhìn theo hướng ấy, nhìn trên trời đầy sao, lòng cô hiện giờ nặng trĩu vô cùng. Hai người chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời tối mực ấy. Hắn cũng thế, hắn hối hận rồi, hối hận vì để bản thân mình mất kiểm soát, suýt chút nữa làm chuyện như thú, khiến cô gái mình yêu phải khiếp sợ. Hành động dại dột này liệu có được cô ấy tha thứ? Hàn Thiên Phong khẽ mở lời: "Xin lỗi." Hai chữ vừa được thốt ra từ miệng hắn, cô liền quay sang, khóe môi cong lên tạo nên nụ cười vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại trong sáng đẹp đẽ. "Không sao." Hàn Thiên Phong tiếp tục hỏi: "Cô sợ sao?" Cô Nhã Lâm vẫn hướng về hắn, trong khi người đàn ông vẫn đang chăm chú trên cao kia. Nhã Lâm lắc đầu: "Không có." Hắn chẳng liếc cô một cái, vẫn điệu bộ trông vẻ thản nhiên ấy, nhưng trong lòng lại mang một nỗi day dứt đến khó tả. "Đừng tự dối lòng." Cô cau mày: "Tôi không có dối lòng." Hắn vẫn tiếp tục: "Cô có." "Tôi..." Cô thở dài im lặng một hồi lâu rồi đáp: "Tôi cũng xin lỗi anh." Lúc này hắn mới nhìn sang cô thắc mắc: "Xin lỗi gì?" Cô đáp mà không cần suy nghĩ: "Là tôi nói ra mấy câu không vừa lòng anh." Hàn Thiên Phong không nói gì, cô thấy vậy định tiến vào trong xe nhưng bị hắn ngăn lại. "Cô thích chơi đàn sao?" Cô Nhã Lâm chần chừ rồi cũng khẽ gật đầu. Hắn hỏi: "Đàn gì?" "Piano." Hắn suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Cô có phải là nàng tiên chơi đàn vào tối hôm đó?" Cô thắc mắc: "Nàng tiên chơi đàn?" Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. "Biệt danh đó từ đâu ra vậy?" Hắn chậm chậm nói: "Từ lúc cô xuất hiện đã thu hút bao ánh nhìn từ phía mọi người, đặc biệt là đàn ông, nên họ đã đặt cho cô cái biệt danh đó." Hắn lấy hai tay mình đặt lên vai cô, bấu lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Hứa với tôi đừng bao giờ đến đó nữa, nếu không cô sẽ không còn thân xác sạch sẽ này nữa đâu." Cô gật gật đầu một cách nhanh chóng, sắc mặt ấy khiến cô khó hiểu. Cô khẽ nuốt nước bọt gặng hỏi: "Làm sao anh biết chuyện đó?" Hắn vẫn im lặng, sau đó tiến vào trong xe, cô cũng đi theo vào. Cứ gặng hỏi như vậy, anh ta vẫn không phản hồi gì. "Anh xem tôi là không khí đấy à? Tôi sợ tôi nói ra lại khơi dậy chuyện quá khứ và chuyện lúc này tôi làm ra với cô." Hắn dừng một hơi rồi nói tiếp: "Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh trở lại nên tôi không muốn." Nhã Lâm bị hắn lớn tiếng nên chỉ biết im lặng, mặc dù trong lòng mình vẫn còn nhiều khúc mắc khó giải thích. "Tôi bảo với Lê chàng đăng ký một khóa học đàn cho cô." Cô Nhã Lâm đang thở đều đặn, đang suy nghĩ lung tung thì bị câu nói của hắn làm cho ngỡ ngàng. Cô lắp bắp không thành lời: Anh nói thật chứ?" Trong lời nói của cô là một sự vui sướng được bộc phát, ánh mắt tràn đầy vui vẻ hạnh phúc nhìn về phía hắn. Hắn cũng quay đầu nhìn sang cô gật đầu, khóe môi khẽ nhếch. Cô không kìm được sự vui sướng trong lòng mình, lập tức trườn người qua ôm lấy hắn, hai tay cô khoác lên cổ Hàn Thiên Phong. Cô vui đến nỗi mà nước mắt từ khóe chảy ra. Cô cuối cùng cũng có thể thỏa mãn sở thích của mình. Đã rất lâu cô không thể theo đuổi đam mê ấy. Cuối cùng hiện tại Hàn Thiên Phong có thể giúp cô theo đuổi nó. Hàn Thiên Phong ngơ ngác khi bị cô ôm lấy, cũng sang hai tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô. Hóa ra cô ấy thích dịu dàng, vậy mình càng nên dịu dàng với cô ấy. "Chuyện về lời bày tỏ, tôi sẽ suy nghĩ và nhất định sẽ cho anh một câu trả lời." "Còn chuyện đó khi nào tôi trả lời xong, anh muốn thì có thể." Cô buông hắn ra, hai má đỏ lên, vội quay mặt sang phía cửa sổ xe, vội vàng nói: "Hàn Thiên Phong chính là người mang ánh sáng đến với cuộc đời cô.
Vậy thì tại sao anh ấy tỏ tình cô thì cô lại không đồng ý được chứ? Chỉ là cô sợ sau này hơn thôi. Nhưng cô đã nhầm, Hàn Thiên Phong rất biết kiềm chế bản thân, lại còn an ủi cô, giúp cô thỏa mãn đam mê, là người giúp cô trong rất nhiều chuyện. Người đàn ông này cô vẫn không nên bỏ lỡ. Anh ta tuy có tính chiếm hữu cao, tuy cuồng hôn, cuồng dục vọng, nhưng lại biết kiểm soát. Hàn Thiên Phong sắp tới đây, em sẽ trả lời câu hỏi của anh. Vừa về đến nhà, cô chạy nhanh vào phòng mình mà không ngó ngàng hay nói một lời nào với Hàn Thiên Phong. Hai má cô giờ đỏ bừng như trái cà chua rồi. Hàn Thiên Phong cũng thấy hành động lạ này, nhưng vô tình liếc qua hai chiếc má đang ngại ngùng ấy, hắn khẽ bật cười. Chạy vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, hơi thở dồn dập. Cô lấy tay mình khẽ vỗ vỗ lên mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Hai má đỏ, tim lại đập nhanh hơn rất nhiều. Chẳng biết nãy cô lại có suy nghĩ và hành động như thế nào nữa. Cố Nhã Lâm ôm lấy hai đầu gối mình, miệng cứ mỉm cười mãi thôi. Dường như những hình ảnh về loạt hành động đáng trách của hắn đều xua tan, mà thay vào đó là một niềm phấn khích đến khó tả. Sáng hôm sau, cô được Lê Tràng, trợ lý của hắn, đưa đến nơi học đàn của cô. Hàn Thiên Phong vì bận việc nên không thể đưa cô đi, nhưng trước khi đi, cô thấy bản mặt không hài lòng của hắn. Đưa cô ấy đi, tuyệt đối đừng động chạm hay nói lời ngọt với cô ấy. Lê Tràng cúi đầu như đồng ý, cô đứng bên cạnh mà thấy buồn cười, nhưng phải nín cười bởi sắc mặt hắn hôm nay không được tốt. Hắn nói xong rồi đưa ánh mắt sang phía cô. Cô được Lê Tràng đưa đi, hắn vẫn theo dõi bước chân cô đang đi trong trạng thái không hề hài lòng. Tên này ghen ra mặt rồi, trong khi hai đứa chưa là gì của nhau. Đến tại khu trung tâm dạy học, cô phải há hốc mồm, cái này gọi là học viện âm nhạc, chứ trung tâm dạy học gì. Nơi này rộng rãi, thoáng mát, đi bộ vào đó chắc cũng phải mỏi nhừ chân. Cái khu này còn rộng hơn cả dinh thự của Hàn Thiên Phong nơi cô đang sống. Cô vào bên trong, còn Lê Tràng tiễn cô một đoạn vào trong rồi cũng đi ra, lái xe chạy đi làm công việc của mình. Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, một cô gái bước ra. Nhìn ngoại hình có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, nhẹ nhàng nói mà khiến cô giật mình. Cô gái này là Cố Nhã Lâm sao? Cố Nhã Lâm quay lưng lại từ tốn đáp. Vâng, là tôi. Người phụ nữ khẽ cười. Đúng là người của Hàn Tổng, rất xinh đẹp. Cố Nhã Lâm đang nở nụ cười trên môi, bỗng chốc tắt hẳn đi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Cô nói vậy là có ý gì? Người đứng đối diện cô vội xua tay. Không có ý gì cả, mau vào trong, buổi học sắp bắt đầu. Cô đi theo người phụ nữ ấy, sau đó bắt đầu một buổi học đầy bối rối và ngỡ ngàng. Kết thúc, nó khác xa với những gì cô tưởng tượng. Cũng phải thôi, môi trường học tốt như vậy, nhưng giáo viên lại vô cùng khó tính với cô. Cách giáo viên đối xử với cô vô cùng khác biệt với những người khác. Cô vừa đi vừa sẵn tiện đá cục đá trên đường, tâm trạng rối bời. Đột nhiên một chiếc xe chạy tới dừng tại chỗ của cô, một đôi chân dài bước xuống, mặc bộ vest đen, gương mặt điển trai xuất hiện. Hàn Thiên Phong đi lại phía chỗ cô đang đứng, hắn đeo một đôi kính màu đen đứng trước mặt cô, hai tay khoanh lại trước ngực. Cho hỏi vị cô nương này có cần ta đây tiễn một đoạn đường. Cố Nhã Lâm dùng ánh mắt phán xét từ đầu đến chân hắn bất lực. Tiễn tôi vào khách sạn à? Hắn chép miệng. Cô sao vậy? Ai chọc cô à? Cô không nói gì, lát sau mới lên tiếng. Anh đi hẹn hò à? Hàn Thiên Phong lắc đầu một cách tự tin. Nghĩ sao vậy? Tôi có thể mặc bộ này đi hẹn hò với cô được. Cô cười trừ, lắc đầu ngao ngán. Hàn Thiên Phong nói nhỏ. Tất nhiên là mặc bộ này để cô phản hồi tình cảm của tôi rồi. Cố Nhã Lâm như sốc với câu nói kinh thiên động trời của hắn. Cô không có ý định nói với hắn là mình sẽ phản hồi vào ngày hôm nay. Anh đang nói gì vậy? Hàn Thiên Phong nhìn sang hướng khác, cô khẽ thở dài đầy ngao ngán. Cô chuyển chủ đề. Anh biết không, hôm nay tôi học mà chẳng hứng thú gì cả, trong khi đây là đam mê của tôi. Hắn khó hiểu. Có chuyện gì à? Cô méo miệng. Tôi cảm thấy giáo viên ở đây không mấy thân thiện, nguyên cả buổi học họ đều làm lơ tôi.
Hàn Thiên Phong không nói gì, trực tiếp nắm tay cô vào bên trong xe. Cố Nhã Lâm hoảng hốt nói, anh định đưa tôi vào khách sạn đấy à? Hàn Thiên Phong nhíu mày, tôi chưa bao giờ đưa cô vào khách sạn mà cô nói kỳ vậy. Cô lại gần hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Với bản tính của anh tôi thấy rất đa nghi. Đột nhiên khóe môi hắn khẽ cong lên, nhân lúc cô đang lơ là, hắn thừa cơ hôn mạnh vào má cô. Cố Nhã Lâm như bừng tỉnh hẳn, hắn hôn xong liền nói, cô sao vậy, muốn hôn thì nói tôi một tiếng. Cố Nhã Lâm cười lên, cô thật sự không hiểu nổi cô là người muốn hôn hắn hay là hắn nữa cơ. Hôn xong liền ngồi ra mà ăn vạ, như người khác đang cưỡng hôn mình. Hắn ôn nhu, cô cười rồi à? Cô không nói gì, quay sang kia né tránh ánh mắt hắn. Hai người đứng im lặng một hồi lâu, lát sau cô liếc mắt nhìn xung quanh, rồi khẽ lấy tay mình vẫy vẫy, dường như là bảo hắn hãy lại gần đây. Hàn Thiên Phong cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn hắn ta trông hơi yêu chiều, nhưng cũng đầy sự trêu chọc. Cô cần nói gì à? Cố Nhã Lâm chớp mắt liên hồi hít thở sâu, sau đó hôn nhanh vào môi hắn, rồi xoay lưng bỏ vào trong xe. Hàn Thiên Phong đứng hình, môi hắn còn đang cong lên, cười đầy trêu đùa, thì bị hành động của cô làm cho ngơ ngẩn. Hắn suy nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng tiến vào trong xe. Khi thấy cô ngồi phía sau, hắn nhíu mày mở lời đầy nặng nề. Cô xem tôi là tài xế đấy à? Cố Nhã Lâm giật mình vì âm điệu của hắn, nhanh chóng mở cửa xe lên đằng trước ngồi. Xin lỗi, là do tôi không kiểm soát được hành động của mình. Hàn Thiên Phong cũng phải nể phục sự dỗ dành của cô. Câu này tôi nói với cô mới đúng. Hắn liền nói xong không cho cô tiếp lời, vội đặt nụ hôn lên môi cô. Mắt cô mở to lên nhìn hắn. Người đàn ông đang ngấu nghiến chiếc môi nhỏ cũng nhìn cô không rời mắt. Sau khi thấy cô đang dần dần tiếp nhận, bắt đầu hôn kịch liệt hơn. Nhưng đang giữa chừng hắn lại bỏ ra, Cố Nhã Lâm thắc mắc nhưng không dám nói gì. Chúng ta nên về nhà thì hơn. Cô khẽ cười, anh ta thật biết được lòng người khác, rất chuẩn mực, rất lý trí. Hắn tập trung lái xe, suốt quá trình đi về, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Đến dinh thự lớn của hắn, cô bước xuống xe, hắn cũng vậy, quay lưng chẳng hề nhìn cô một cái, trực đi thẳng vào trong mà không hề chờ lấy cô. Hàn thiếu, tôi sẽ phản hồi câu nói của anh. Bước chân dừng lại, người đàn ông đang chờ đợi câu nói của cô, không hề quay lưng. Lúc này trời đã tầm gần tối, tức là hoàng hôn dần đi xuống, một khung cảnh vĩ đại được bắt đầu lãng mạn vô cùng. Hàn thiếu, tôi thích anh, làm bạn trai tôi nhé. Thật đáng xấu hổ, ngại ngùng khi nói ra câu này, nhưng đã lỡ nói thì làm sao bây giờ? Hàn Thiên Phong quay lưng lại nhếch mày lên, sau đó chạy lại ôm lấy cô vào trong lòng mình. Hắn vùi đầu trên vai cô, lời nói nhỏ nhẹ. Từ khi nào tôi tỏ tình cô, thành ra cô tỏ tình tôi? Nhã Lâm vẫn đang căng thẳng khi bị hắn ôm lại, không nói gì tim đập càng nhanh hơn. Hàn Thiên Phong tiếp tục nói, đã là người của tôi thì không ai được phép chạm vào. Nên nhớ câu nói này của em, đừng hối hận đấy nhé, Lâm Lâm. Hàn Thiên Phong vừa nói vừa ôm chặt cô hơn, cô mỉm cười sau đó đón nhận cái ôm ấm áp của hắn một cách vui vẻ. Em sẽ không hối hận. Cô buông hắn ra nhẹ nhàng. Em đã chọn anh là bạn trai của em, thì em chắc chắn anh suốt đời là người đặc biệt của em, sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần anh hãy bên em. Lời vừa dứt, Hàn Thiên Phong đã ghé sát mặt mình vào, tay hắn nâng cằm cô lên, sau đó hôn lên. Chỉ chạm môi chưa lâu mà hắn đã nhả ra. Cố Nhã Lâm thắc mắc, sau đó nhanh chóng chạm môi hắn. Hắn chỉ muốn hôn một cách nhẹ nhàng, cố gắng kìm nén lại ham muốn của bản thân, không muốn làm cô sợ. Nhưng Cố Nhã Lâm lại chủ động khiến hắn phải bất ngờ. Hàn Thiên Phong đưa tay lên ôm lấy đầu cô, hai người nhanh chóng tiến sâu vào thế giới ngọt ngào của nhau. Hắn bế cô lên, Cố Nhã Lâm nhìn hắn, mắt chớp liên hồi, khóe môi của Hàn Thiên Phong cong lên. Cô như cảm nhận được gì đó, vội đánh vào tay hắn,
sau đó giãy giụa kịch liệt. Cố Nhã Lâm ngỡ ngàng đến lắp bắp, anh định làm gì? Hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy cô theo tư thế đang bế công chúa. Cô cũng phải khuất phục rằng hắn rất khỏe mới có thể bế được một cô gái như cô. Hàn Thiên Phong ôn nhu, chủ động hôn anh mà còn hỏi anh làm gì à? Không lẽ em muốn chủ động? Cô lần ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Không được, chúng ta vừa mới quen nhau cách đây vài phút thôi. Với lại quản gia vừa người hầu vẫn còn ở trong kia. Hắn như không quan tâm, mặc kệ họ. Lời vừa dứt, hắn dứt khoát bế cô vào bên trong, tay nắm cửa không thể mở bằng tay như mọi khi. Hắn trực tiếp đạp cửa đưa cô lên trên phòng. Ai dám làm phiền, sa thải cho tôi. Cố Nhã Lâm thở dài, ngại ngùng mà úp mặt mình vào trong lồng ngực hắn. Hai người đi lên trong sự ngơ ngác bàn tán xôn xao của những người làm trong nhà. Đa số là họ mừng cho thiếu gia nhà họ, bởi vì cuối cùng vết thương trong tim trước kia đã được cô gái này chữa lành. Vị trí thiếu phu nhân của Hàn gia chính là cô ấy. Từ đầu khi bước vào nhà, hắn cũng dùng chân đạp cửa, thì đến cửa phòng ngủ hắn cũng đạp luôn, sau đó nhẹ nhàng bỏ cô xuống giường hắn, đi lại từ từ đóng cửa. Vừa đặt xuống giường, cô nhanh chóng lấy chăn đắp kín người lại. Hắn vừa quay đầu lại, giật mình vì hành động của cô, sau đó lưng dựa vào thành cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, miệng khẽ cười. Hắn vẫn đứng nhìn cô mà cười. Bố Nhã Lâm không thấy động tĩnh gì liền mở chăn ra, vừa hay bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình không rời. Cô cười trừ. Hàn thiếu, đang làm gì ở đó vậy? Mau tìm chỗ nào đó ngồi chứ không mỏi chân. Hắn bật cười rồi chậm chậm nói. Anh ngồi lên em nhé. Cô giật mình khi nghe hắn nói vậy, vội vàng lắc đầu. Hắn từ từ tiến lại, những tưởng cô sẽ lùi ra sau. Nhưng không, cô vẫn ngồi im bất động trên giường. Hắn tiến đến khẽ xoa đầu cô. Được rồi, Lâm Lâm, mau đi tắm. Cô mỉm cười gật đầu, nhưng chưa đầy một giây nét mặt thay đổi. Tại sao phải tắm? Hắn ngang nhiên. Cơ thể cả hai sạch sẽ, như vậy mới hứng thú cuộc chơi. Nhã Lâm khẽ nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân rằng Hàn Thiên Phong chỉ đang đùa, không phải sự thật. Cô đưa ngón tay mình ra phía hướng cửa, giọng nhỏ. Em về phòng tắm. Nói rồi cô nhanh chân bước xuống giường. Ngay lúc chạy, hắn bắt lấy cổ tay cô gái, đưa cô gái vào sát người mình, bắt đầu hôn khắp vành tai và cổ, cảm nhận từ sự nhột nhạt ấy. Nhã Lâm cố gắng tránh né nhưng không thành. Hắn vừa hưởng thụ cảm giác kích thích này vừa nhỏ giọng. Tắm ở đây đi. Nhã Lâm lắc đầu. Hàn thiếu, em không có đồ để thay. Hắn vẫn tiếp tục sự sung sướng này. Lấy đồ anh mặc. Nhã Lâm càng từ chối kịch liệt. Không, không, không. Hàn Thiên Phong thắc mắc. Làm gì mà nói đến ba lần với cái chữ đó thế kia? Cô nói mà không cần suy nghĩ. Cái gì quan trọng mình nói ba lần? Hắn bật cười khẽ dỗ dành. Vậy anh tắm cho em nhé. Không để cho cô trả lời, hắn cúi người xuống, lại tiếp tục cái tư thế bế công chúa, đi thẳng vào phòng tắm, mặc cho Cố Nhã Lâm hét toáng lên. Hàn thiếu, anh thả em xuống, em lấy đồ anh mặc được chưa? Muộn rồi, anh đã đổi ý rồi. Hắn bật vòi sen lên, dòng nước mát từ trên đó chảy ảo ạt xuống. Hắn kéo tay cô vào đứng đối diện với cự ly gần. Hắn bụng miệng cô lại, đưa tay lên miệng mình như ngỏ ý rằng hãy im lặng. Bàn tay hắn không ngừng chạy khắp cơ thể cô, khiến cô phải gồng cả người. Tâm trạng vô cùng căng thẳng, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại. Giọng hắn thì thầm. Thả lỏng nào. Nước xối xả phả thẳng vào mặt cô. Hàn Thiên Phong thấy thế liền để nước chảy chậm lại. Sau đó lại tiếp tục thì thầm. Ngoan, cố gắng thả lỏng. Hơi thở dần trở nên bất thường hơn. Làm sao có thể thả lỏng cơ thể được chứ? Thấy cô không chịu nghe lời, hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng. Há miệng ra. Để làm gì? Tất nhiên là để cho dễ hôn hơn. Cô biết hắn bảo cô làm vậy là có ý gì, nên không nghe theo hắn. Thấy cô không nghe lời, hắn lập tức bóp lấy miệng cô, sau đó mạnh bạo hôn lên. Dòng nước mát vẫn đang từ từ chảy xuống cơ thể hai người. Hàn Thiên Phong đang dần dần tìm hiểu sâu
về sự ngọt ngào trong khoang miệng ấm áp của đối phương. Đôi lưỡi đang quấn quýt lấy nhau, tham lam chiếm hết tất cả mọi mật ngọt bên trong. Đôi tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng cởi y phục đã ướt đẫm của cô. Cố Nhã Lâm hiện giờ đầu óc trống rỗng, cô từng rất không thích về chuyện này, thậm chí là kinh tởm. Nhưng giờ cả cơ thể cô chỉ biết đứng yên bất động, không biết nên làm gì hơn. Bản thân cô cũng không thể kiểm soát được, mặc cho hắn làm gì thì làm. Hàn Thiếu, hắn khẽ thì thào, gọi chồng. Bộ trang phục đẹp đẽ nhanh chóng được cởi ra, trong khi nụ hôn nồng cháy vẫn còn đó. Hàn Thiên Phong cực kỳ nhẹ nhàng, bởi hắn không muốn làm cô sợ. Lần đầu của hai người là đang chìm trong sự mê mẩn, chẳng ai tỉnh táo, bây giờ làm lại cũng không thể mạnh bạo được. Lâm Lâm, cố gắng thả lỏng cơ thể ra. Bộ đồ nhỏ bên trong cũng được đôi bàn tay hư hỏng cởi ra. Cảnh xuân toàn diện rõ mồn một được hiện trước mắt hắn. Hắn dần hôn xuống cổ cô, rồi lấn sang vành tai cô. Trên cơ thể của Nhã Lâm, vành tai là nơi mẫn cảm nhất, vậy mà hắn lại hôn lên khiến cho nó đỏ bừng. Lâm Lâm, anh yêu em, và về sau anh vẫn mãi mãi như thế. Cố Nhã Lâm không thể bình tĩnh được, chỉ có thể ừ. Bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh tiếp theo của hai người. Mắt cô nhắm lại, hai tay ôm lên cổ của hắn, cả cơ thể nóng bừng cả lên. Tuy đã có một lượng lớn nước mát được phả vào trong người, quần áo trên người Hàn Thiên Phong cũng dần được lột ra. Bây giờ trong ánh mắt của hai người chỉ toàn là dục vọng. Lần đầu của hai ta trao cho nhau, lần này và những lần sau cũng sẽ mãi mãi cũng là trao cho nhau. Hắn càng dính sát cô hơn, từng vùng xa trắng mịn mà hắn đi qua đều để lại những vết thương mê tình. Ngay từ màn dạo đầu cho đến hiện tại, cô vẫn không thể bình tĩnh được, hai chân bủn rủn nhưng vẫn cố gắng giữ vững vị trí đứng nhất có thể. Em nên nhớ thứ nhỏ nhắn mềm mại trên kia và thứ tuyệt đẹp huyền bí này phải là của anh, chỉ được một mình anh chạm vào thôi nhé. Cô nào nghe chứ, chỉ gật đầu cho qua chuyện, vẫn đang chú tâm vào cái tình thế đáng ngại ngùng này. Đêm này có lẽ là một đêm rất đẹp, sẽ không như lần đầu hai người gặp nhau. Sáng dậy nhất định sẽ không có cuộc cãi vã nào, nó đã khác so với lần đầu tiên. Đêm xuân tươi đẹp này vẫn mong rằng hãy trôi qua chậm một chút. Dòng nước mát đang chảy xuống từ vòi sen đã được hắn tắt đi từ bao giờ. Hai chân của Nhã Lâm đã nhức mỏi nên ngồi phịch xuống, mặc cho cơ thể không lấy một mảnh vải và còn đang ướt nhèm. Hàn Thiên Phong thở dốc, liên tục an ủi cô gái đang mệt rã rời. Từ lúc bắt đầu cuộc chơi cho đến khi kết thúc, Hàn Thiên Phong đều rất nhẹ nhàng. Cố Nhã Lâm không dám nhìn lấy hắn, ôm lấy hai chân mình lại, khép nép vùi đầu xuống. Hắn khẽ thì thầm, được rồi, anh lau khô người giúp em, đừng để cảm lạnh. Nhã Lâm không phản hồi, vẫn là tư thế không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Một mảnh vải che người còn không có, bây giờ cô mới nhận ra rằng vóc dáng của hắn so với cô không hợp chút nào. Nhã Lâm méo miệng ngẩng đầu lên, mắt đã ngấn lệ. Thiên Phong thấy thế liền vội vàng xin lỗi. Xin lỗi bảo bối của anh vì đã làm em đau, nhưng có phụ nữ nào khi lên đỉnh lại không sướng không đau chứ. Cô đánh vào tay hắn. Anh còn chọc em. Hắn dỗ dành, được rồi không chọc em nữa. Nghe vậy cô lại càng khóc nức lên, trông không khác gì một đứa trẻ. Thiên Phong ôm chầm lấy cô. Đây mới là lần thứ hai làm chuyện này mà cô đã làm nũng muốn dỗ rồi. Vậy sau này, sau mỗi trận chiến là hắn phải dỗ dành cô hơn thế nữa. Anh xem hình thể của anh kìa, còn của em thì lại nhỏ. Nói đến đây cô lại càng nhõng nhẽo hơn. Thiên Phong nghe mà bật cười. Của em không hề nhỏ, đủ để cho anh xoa nắn mà. Cô lắc đầu. Không, nó nhỏ, của anh có khi to bằng của em nữa cơ. Không nhỏ, nó không những nhỏ mà còn rất đẹp nữa. Sao anh vẫn cãi em, nó nhỏ thật mà. Hắn ngán ngẩm mà cũng không khỏi buồn cười. Cứ tưởng rằng cô khóc vì còn đau bởi cuộc chơi khi nãy, nhưng hắn không thể ngờ rằng cô khóc là vì của mình to hơn của cô. Đúng là chuyện thật buồn cười. Cố Nhã Lâm vẫn còn đang hoàn toàn tỉnh táo và cả hắn cũng vậy. Chỉ mong rằng ngày mai cô đừng nhớ về chuyện đêm nay,
nếu không hắn sẽ phải lại chứng kiến cảnh ngại ngùng từ cô gái bé nhỏ của hắn. Cố Nhã Lâm lười biếng khẽ đưa tay lên, dần dần mở mắt ra, cô ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh, người chung gối với cô nay đã không còn. Hai mắt cô mở to ra, đầu óc cũng nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đêm qua. Cô khẽ thở phào, may quá cô vẫn còn sống. Từ phía dưới truyền đến cảm giác đau nhói, đêm qua thật tuyệt vời, song trận còn tâm sự với nhau mà cô lại không hề cảm thấy tê liệt nào. Cô khẽ dùng mình một cái. Cố Nhã Lâm khẽ nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ gỡ chiếc chăn đang đắp trên người mình. Cảnh tượng đập vào mắt cô khiến tay cô bất giác đắp lại, che đi cảnh sắc ấy. Thay ga giường, mình phải thay ga giường. Đêm qua hắn chơi cô đến hai trận, một trận ở nhà tắm, trận còn lại là ở đây nên có vết tích như vậy. Cô đưa tay lên che mặt mình, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhưng hiện giờ phần dưới lại đau nhói, hai chân thì đau nhức, cả người mệt mỏi, không thể nào xuống giường được. Chính Hàn Thiên Phong hại cô ra nông nỗi này. Điện thoại của cô được đặt trên kệ tủ đầu giường reo lên, cô không suy nghĩ liền bắt máy. Alo. Từ bên kia chuyển đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, nhưng lại vô cùng dịu dàng, ấm áp. Hôm nay em không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe đối phương nói đến đây, cô mới chợt nhìn lại giờ. Ôi thôi rồi, đã là tầm trưa, đúng là đã trễ giờ lắm rồi. Cô nằm gục xuống giường, trên tay vẫn đặt điện thoại trên tai, gương mặt đầy chán nản. Bên kia lại tiếp lời. Lâm Lâm, có nghe anh nói không chứ? Đừng phớt lờ anh như vậy. Cô khẽ ừ, giọng như chán nản. Hàn Thiên Phong lại nói tiếp. Lâm Lâm, từ khi thấy cái đó của anh chê nhỏ mà bắt đầu lạnh nhạt rồi. Cố Nhã Lâm nhíu mày, vội vàng lắc đầu gấp gáp. Anh điên à? Tôi chê của anh nhỏ bao giờ? Giọng nói của Hàn Thiên Phong vô cùng thản nhiên. Đêm qua. Cái tên họ Hàn này, từ khi nào mà mình chê của anh ta nhỏ? Cô cố gắng giải thích nhưng không thành, đổi lại là những câu nói trêu người như tính cách mọi khi của hắn, chỉ bất lực thở dài. Em không cãi với Hàn thiếu nữa, em đi dọn cái bãi chiến trường này đây. Hàn Thiên Phong bĩu môi. Dọn nổi không đấy? Anh bảo quản gia giúp em. Hai má cô nhanh chóng đỏ lên, vội vàng từ chối. Không, không cần đâu, em tự dọn được. Hắn tiếp lời một cách thản nhiên. Được không đấy? Được mà, em cúp máy đây. Vừa dứt lời, chẳng để đối phương phản hồi, cô nhanh tay tắt máy, khẽ đưa người sang bên kia, vùi đầu vào trong gối, hai má đỏ ửng cả lên. Trong lòng cô hiện giờ đang chửi thầm hắn, cái tên họ Hàn đáng ghét. Vẫn may hắn đang ở công ty, nếu hắn ở đây chắc cô không dám đối mặt với hắn quá. Đến chiều, Hàn Thiên Phong cũng đã trở về. Vừa về đến nhà mình, hắn chẳng quan tâm hay để ý đến ai, đã gọi tên Cố Nhã Lâm. Lâm Lâm, gọi mà chẳng hồi đáp, hắn liền gọi quản gia. Quản gia tức tốc chạy đến đứng đối diện, cúi thấp đầu lễ phép chào. Hàn Thiên Phong xua tay. Thiếu phu nhân đâu? Quản gia thắc mắc. Thiếu gia chưa cưới vợ thì đâu ra có thiếu phu nhân ạ? Mặt hắn biến sắc. Ông dám hỏi tôi? Quản gia càng cúi thấp đầu hơn, vội vàng lắc đầu, dừng một hơi rồi lúng túng nói. Tôi không dám đâu ạ. Cố tiểu thư đã ra ngoài mua ít đồ rồi ạ. Nghe quấy bảo là muốn chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia. Sắc mặt hắn đã dịu đi, hắn cởi áo ngoài của mình ra, cởi luôn chiếc cà vạt đã vướng víu, trước khi lên trên còn không quên căn dặn. Từ nay về sau, đừng gọi cô ấy là cố tiểu thư, mà phải gọi là thiếu phu nhân. Nhắc cho những người khác biết để mà xưng hô. Quản gia dạ một tiếng, tuy trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc không được giải đáp, nhưng ông vẫn không dám hỏi. Ông ấy nhẹ nhàng lui xuống dưới nhà. Hắn vào trong phòng, môi mỏng khẽ nhếch lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hóa ra cô ấy muốn nấu một bữa tối lãng mạn cho mình. Hắn nhớ về tối hôm qua, lúc cô đồng ý lời bày tỏ của hắn, lúc nằm dưới thân hắn, tuy miệng nói ra mấy câu không mong muốn, nhưng cơ thể phản chủ lại đang tận hưởng. Nhìn cô gái bé nhỏ nằm rụt rè trong chuyện đó dưới tấm thân lớn của mình, hắn không khỏi bật cười.
tối qua anh quá nhẹ nhàng, tối nay phải mạnh bạo. Dòng suy nghĩ của hắn hiện lên trong đầu hắn, ánh mắt tràn đầy sắc bén khó tả. Vừa suy nghĩ đến đó, hắn vào phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng cởi y phục mình. Một thân thể săn chắc được hiện lên, nước không ngừng chảy xuống cơ thể hấp dẫn ấy. Cô gái nào mà đang ở đây chắc không thể nào cưỡng lại được. Vừa tắm vừa suy nghĩ, từ khi chiếm được trái tim lẫn cơ thể cô, hắn đều muốn cô là của riêng hắn. Sự chiếm hữu của hắn đối với Cố Nhã Lâm cũng dần tăng lên. Bạn gái cũ của hắn thì chưa bao giờ động vào, cô bạn gái lần này lại tỏa ra sức hút khó phai mờ. Hắn chỉ muốn chiếm lấy cô là của riêng mình. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Trong miệng hắn cứ lẩm bẩm hai chữ một cái tên, đôi môi mỏng thỉnh thoảng khẽ nhếch lên. Tắm xong, Hàn Thiên Phong lau khô tóc mình, hắn quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đôi chân chậm rãi bước ra ngoài. Theo thói quen khi tắm xong, hắn sẽ nhâm nhi ly rượu ung dung thảnh thơi ngồi trên ghế, gác một chân lên chân còn lại, tay khẽ lắc lư theo vòng tròn. Cố Nhã Lâm từ chiếc taxi đi xuống, chậm rãi đi vào. Trên tay cô cầm một túi đồ đủ loại sắc, vừa vào gặp ngay quản gia, ông ấy kính lễ cúi đầu. Thiếu phu nhân mới về à? Những người hầu khác thấy và nghe vậy cũng vội vàng chạy lại. Chào, chào thiếu phu nhân ạ. Họ đồng thanh chào cô, khiến Nhã Lâm nhếch mày ngơ ngác bối rối hỏi. Thiếu phu nhân, cái gì mà thiếu phu nhân chứ, đã là thời đại nào rồi mà. Nhìn hành động của bọn họ mà cô chỉ biết cười ngượng ngùng, định chạy xuống nhà bếp thì liền bị quản gia ngăn lại. Thiếu phu nhân, người để đó cho tôi, lên phòng cùng thiếu gia, anh ấy đang đợi cô ạ. Cố Nhã Lâm bĩu môi, đừng gọi tôi bằng cái chức danh đó. Cô dừng một hơi rồi nói tiếp, không phải ban nãy tôi đã nói với ông rồi sao, tôi tự làm được. Nhưng quản gia cứ ngăn lại, cô càng cố chấp đi vào. Tình thế này khiến cho quản gia khó xử vô cùng. Ông ấy nói lớn lên, thiếu phu nhân bình tĩnh hãy nghe tôi, thiếu gia bảo vậy. Cố Nhã Lâm thở dài ngao ngán, anh ta nói thì mặc kệ. Từ phía trên một giọng nói trầm thấp vang xuống, khiến Nhã Lâm nghe mà hoảng hồn. Để bọn họ làm. Cô lại thở hắt, không phục mà đáp, em chỉ muốn nấu một bữa tối thôi mà. Giọng của Hàn Thiên Phong lại tiếp tục vang vọng xuống, anh có thể chấp nhận, nhưng em phải làm một điều kiện. Điều kiện gì? Chưa nghĩ ra. Vậy Hàn thiếu mau nghĩ đi, em đi chuẩn bị bữa tối, đủ thời gian để anh suy nghĩ. Cố Nhã Lâm đắc ý nói rồi nhanh chân chạy xuống phía bếp, lon ton trông không khác gì một đứa trẻ. Khoảng 8 giờ tối, tất cả người hầu đều yên việc, cả không gian của một dinh thự không còn là vẻ chạy ra chạy vào của đám người hầu. Nó giờ đây là một vẻ yên tĩnh đến lãng mạn. Ngay tại bàn ăn, Cố Nhã Lâm cúi người xuống, thắp cho nến sáng lên, ánh sáng được hiện lên, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của một mỹ nhân dần dần xuất hiện qua ánh sáng vàng mờ nhòa ấy. Cố Nhã Lâm muốn tạo một buổi hẹn hò tại nhà dành cho Thiên Phong. Từ trên lầu tại những bậc cầu thang, bước chân chậm rãi tiến xuống một cách từ từ nhất có thể. Một thân hình đàn ông đang đứng trước mặt cô, ánh mắt ban nãy còn sắc bén mà bây giờ lại là một ánh mắt dịu dàng. Gương mặt điển trai đối diện với đối phương, nhưng thân hình chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, ngoài ra chẳng có khoác lên một bộ đồ nào khác. Cố Nhã Lâm nhìn mà chỉ biết há hốc mồm. Khi nói từ lầu xuống đến khi cô chuẩn bị xong, hắn lại không hề mặc quần áo. Nhã Lâm cười gượng, anh không sợ ốm à? Hàn Thiên Phong khẽ lắc đầu, cứ đứng nhìn chằm chằm cô mãi khiến cho cô không có cảm giác tự nhiên thoải mái, muốn trốn tránh ánh mắt hắn càng khó hơn. Cô cũng gật đầu, vậy thì tốt, nhưng mà anh vẫn nên mặc quần áo vào thì hơn. Mặt hắn như biến sắc, kiểu biến sắc này khá nghênh ngang. Cô khẽ nuốt nước bọt, suy nghĩ lung tung, chỉ hy vọng rằng những diễn biến tiếp theo sẽ không như cô nghĩ. Ánh mắt ấy là có ý gì chứ, trông kỳ lạ quá. Cô vội lên tiếng để xua tan cái bầu không khí đầy im lặng và ngại ngùng này. Anh ngồi vào đi, thưởng thức tay nghề của em nè. Hàn Thiên Phong nghe theo cô, ngồi vào bàn. Thấy cô ngồi đối diện, hắn không cam tâm liền đứng dậy,
cầm lấy cái ghế rồi bắt đầu đi dần sang phía cô. Nhã Lâm đều chú ý mọi hành động của hắn, thấy hắn muốn ngồi cạnh Bình, cô cười trừ sau đó ngồi sang qua một chút, để một chỗ trống khá vừa cho hắn. Hàn Thiên Phong ngồi xuống cạnh cô, ngay từ đầu đến giờ hắn vẫn không nói gì, tay chống cằm nhìn cô chằm chằm. Đừng nhìn em như vậy, mau ăn đi. Hắn khẽ đưa tay lên vén mái tóc cô, trong khi cô đang đưa thức ăn vào miệng mình, từ tốn nhai nó. Tay hắn khẽ chuyển dần xuống phía cằm cô, nhẹ nhàng đưa cằm cô qua, hai người đối mắt với nhau. Trong khi đó, Cố Nhã Lâm đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Hắn thật biết trêu người, bàn tay hắn thật ấm áp nhưng cũng thật hư hỏng. Mắt cô chớp liên hồi nhìn hắn. Hàn Thiên Phong dần áp sát mặt mình lại gần cô. Cố Nhã Lâm thấy vậy, liền theo bản năng mà từ từ nhắm mắt. Tim cô đập càng nhanh hơn. Cả không gian lúc này chìm vào trong một tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở phát ra đều đặn từ phía hai con người và tiếng tim đập thình thịch không ngừng. Khi gần chạm vào môi, hắn đột nhiên dừng lại, cảm nhận không thấy gì, cô liền chậm rãi mở mắt. Đúng lúc này hắn nhanh chóng hôn vào môi cô. Bị hành động hắn làm cho bất ngờ, cô nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng không thành. Phải gắng sức cuối cùng hắn mới buông ra. Hơi thở cô nóng lại không bình thường, nhít nước bọt rồi nói, mau, mau ăn đi, em vẫn còn đói. Khi cô vừa quay người lại, tiếp tục lấp đầy chiều bụng đói của mình, thì lại bị hắn ôm lại và siết chặt, cằm hắn tựa lên vai cô. Cố Nhã Lâm đang ở trạng thái đối diện với chiếc bàn, Hàn Thiên Phong đang quay người về phía cô, hắn vừa ôm vừa cảm nhận mùi hương đặc biệt trên cơ thể của người mình yêu. Lời nói hắn khe khẽ, đừng ăn nữa, hãy ăn anh này. Nhã Lâm mở tròn mắt mà kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. Không, em không, đừng mà, Hàn thiếu. Câu nói của cô bất giác phải ngập ngừng khi chiếc môi hắn không yên phận mà hôn hít trên chiếc cổ của cô gái. Hắn đứng dậy, bàn tay hắn nhẹ nhàng trượt xuống phía dưới, len qua lớp áo mà lần sờ soạng vào trong. Cô Nhã Lâm thở gấp, ưỡn ngực lên, sức đầy bối rối và hoang mang mà nhìn hắn. Lát sau hắn đứng lên, chiếc ghế đang ngồi đã bị hắn đẩy ra xa, mạnh bạo bế cô lên. Nhã Lâm bây giờ đang rất sợ hãi, vội vàng cao giọng mà cầu xin hắn, nhưng đổi lại là một câu nói đầy trớ trêu của hắn. Không được, anh có thể cưng chiều em trong bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này thì không thể, phải tự do anh quyết định. Hàn thiếu, anh phải hiểu cảm giác của em chứ, chúng ta mới làm tối qua mà. Đừng cầu xin anh, chỉ tốn cho thứ nước trong miệng của em thôi. Hãy để dành thứ nước của em cho anh thưởng thức. Cô cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương. Anh không thương em à? Anh quát em à? Hàn Thiên Phong chỉ biết bật cười trước diễn xuất đỉnh cao của cô. Hắn bế cô lên sofa của phòng khách, đặt nhẹ cô xuống, ánh mắt đầy nuông chiều. Anh không quát em, anh chỉ muốn em thoải mái thôi mà. Thoải mái cái gì chứ? Cô Nhã Lâm méo miệng. Anh bắt nạt em. Hắn dỗ dành. Em ngon như vậy sao anh không bắt nạt được? Cô định lên tiếng nhưng lại bị hắn chặn miệng lại. Cô lại lần nữa bị người đàn ông này cưỡng hôn. Sau khi dần tiếp nhận được nụ hôn của hắn, cô từ từ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ hắn mà ôm lên. Hai con người nhanh chóng môi chạm môi không rời nhau. Đúng là tổng tài cuồng hôn mà. Hàn Thiên Phong thấy cô gái đã tiếp nhận được nụ hôn đầy bá đạo của mình. Lưỡi hắn bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng đối phương, tham lam mà chiếm lấy tất cả mật ngọt từ mọi ngóc ngách. Y phục dần dần được cởi ra, chiếc khăn đang quấn ngang hông hắn cũng được tháo ra một cách mạnh bạo. Hai cơ thể dần dần được ngã xuống nệm sofa, bắt đầu đắm chìm vào thế giới của nhau. Hắn dần hôn xuống cổ cô, rồi dần sang phía vành tai. Vành tai của Nhã Lâm lúc này đã đỏ ửng lên, cơ thể cô nóng cùng với cơ thể Hàn Thiên Phong, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra như mưa. Lời nói Thiên Phong phát ra đầy nhỏ nhẹ như nhắc nhở. Nếu tí nữa có đau hãy nói anh sẽ dừng lại. Cô Nhã Lâm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khẽ gật đầu. Trong cam tâm cô thì sao có thể bảo hắn dừng lại được chứ? Đoạn cao trào đã đến, hai người lúc này thở hổn hển. Hắn khẽ xoa đầu cô,
Sau đó ánh mắt chuyển hướng sang xuống bên dưới của cô. Lâm Lâm, bình tĩnh nhé. Sao mà bình tĩnh được chứ? Anh đưa vào nhé. Cô Nhã Lâm lắc đầu vội hỏi. Em có thể hỏi anh một câu được không? Cứ việc, không vội. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa nắn hai chiếc bánh mềm mại của cô. Động tác này khiến cô khó chịu vô cùng, gắng sức để lời nói phát ra bình tĩnh nhất có thể. Tại sao người anh yêu lúc trước không hề động chạm vào, còn em thì lại khác? Hắn không suy nghĩ mà trả lời, rất khó nói. Khó nói là khó thế nào? Hắn không đáp mà trực tiếp gặm lấy môi cô một cách điên cuồng. Sau đó nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống phần thân bên dưới. Khi thấy hắn sắp vào, cô khẽ nhắm mắt lại rồi chuẩn bị tâm lý, đón nhận từng cơn ảo ạt tiếp theo sẽ đến với mình. Nhưng lại mở mắt ra vì tính tò mò lại còn khoái cảm. Cô chợt nhận ra bất thường mà bắt đầu ngồi bật dậy khẽ thủ thỉ. Hàn thiếu, anh định không dùng đồ bảo hộ sao? Hắn vờ như không nghe thấy, nhanh chóng ngắm nhìn say mê nó một lúc, sau đó định đi vào nhưng bị cô ngăn lại, mặt cô lúc này đã tái xanh sợ hãi. Anh không dùng đồ bảo hộ. Hàn Thiên Phong ngước mắt lên nhìn cô nhếch mày. Hành động này ngụ ý rằng đó là câu trả lời của hắn. Cô nắm lấy tay hắn lắc đầu. Hàn thiếu, em không muốn có con. Hắn khẽ xoa đầu cô an ủi. Sẽ không có đâu. Lần đầu của hai chúng ta đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê cũng có đâu. Ngoan nhé. Cô tiếp tục từ chối. Á, Hàn Thiên Phong, anh mà làm càn tôi đánh chết anh. Hắn định vào nhưng phải dừng lại, nhìn cô bằng gương mặt nghiêm túc. Em dám gọi họ lẫn tên anh luôn sao? Lại còn xưng hô kiểu gì thế hả? Tại anh không nghe em. Hắn thở dài. Đều nghe em. Hắn hít thở sâu sau đó trấn an cô. Cô nhắm mắt. Dù đã làm chuyện này nhưng cô vẫn có một sự hồi hộp khó tả. Hàn Thiên Phong dần dần đi vào. Vừa mới vào cô Nhã Lâm đã hét toáng lên. A, đau. Mặc cho cô hét, hắn bắt đầu xâm nhập vào từng đợt liên hồi khiến cô như chết đi sống lại. Hành động của Thiên Phong càng nhanh hơn. Nhiều lần cô muốn ngất đi nhưng chẳng tài nào ngất nổi. Tay cô bịt chặt miệng mình, cố gắng không để phát ra thanh âm đầy sự mê muội lẫn xấu hổ đó. Không, hãy kêu đi, sẽ không sao đâu. Hắn lại đáp, Lâm Lâm, đừng tự dồn ép bản thân mình như thế. Khi đã không thể chịu đựng, cô cắn chặt tay mình rồi sang phía vai của Thiên Phong để nỗi chảy cả máu. Hắn nhăn mặt lại vì đau. Lượt nhấp phía hông vẫn giữ vững trong hành động mê mẩn như thế. Cô Nhã Lâm như không thể chịu đựng. Mồ hôi hai cơ thể dính chặt không ngừng tuôn rơi. Cô mệt mỏi ngất lịm đi. Hàn Thiên Phong thấy thế nhưng lại không có động tác dừng lại. Vẫn giữ tư thế ấy. Lần sau anh sẽ không để em ngất được đâu. Hai ta phải chơi nhiều tư thế mới kích thích. Khung cảnh trong buổi tối ấy thật lãng mạn và yên bình. Nhưng cũng lại tràn đầy những thanh âm khiến con người ta phải đỏ mặt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.